Cô dâu 61 tuổi tiết lộ chuyện chăn gối với chồng trẻ 26. Các cô gái trẻ còn phải thua tôi khoản đó. Chênh lệch tuổi tác quá lớn, liệu có khiến cho cặp đôi rắc rối trong chuyện phòng the? Cuộc sống vợ chồng gắn kết. Chuyện tình gây bão mạng xã hội giữa người phụ nữ 62 tuổi và một chàng trai 26 tuổi tại Cao Bằng, cuối cùng thì cũng đã có một cái kết đẹp. Họ đám cưới diễn ra vào ngày 21 tháng 9 vừa qua. Cô dâu Thu Sao súng xính váy cưới, lội suối, vượt đèo theo chú rể Hoa Cương về dinh. Trò chuyện với chúng tôi thì cô dâu Thu Sao vẫn chưa hết cảm xúc lâng lâng khi được mặc váy cưới ở tuổi xế chiều. Vượt qua mọi rào cản và định kiến xã hội để đến với người mình yêu, cô dâu 62 tuổi nói đó là một niềm hạnh phúc tột cùng. Chúng tôi đã danh chính ngôn thuận trở thành vợ chồng, được pháp luật công nhận, chẳng ai phá được nữa. Tôi tin rằng có tình yêu là có tất cả, chị chia sẻ. Chị Thu Sao cho hay cuộc sống sau đám cưới không có quá nhiều khác biệt. Hai vợ chồng vẫn cùng làm việc và hết mực yêu thương nhau. Cũng như là thủ mới yêu, hai người chia sẻ cho nhau những chuyện vui buồn trong cuộc sống là điểm tựa vững vàng của đối phương. Chú rể Hoa Cương dùng sự chân thành khiến cho vợ hạnh phúc, còn cô dâu Thu Sao dùng sự quan tâm hàng ngày để chồng cảm nhận rõ nhất mái ấm gia đình. Nhưng tôi vẫn có cảm giác gắn bó mật thiết hơn với chồng sau khi làm đám cưới, tự tin hơn, dám đối diện với mọi người. Khách đến nhà làm đẹp tôi cũng không còn ngại ngùng, chị nói. Cô dâu 62 tuổi chia sẻ thành thật. Trước khi kết hôn thì dù họ ở chung nhà nhưng không hề ở chung giường. Một phần là vì ngại con gái, phần còn lại thì chị cho rằng đàn ông khi có được điều mình mong muốn rồi thì họ sẽ dễ chán. Dù chênh lệch nhau tới 36 tuổi nhưng mà đời sống chăn gối của cặp đôi vẫn khá là hài hòa. Chị Thu Sao khẳng định sức khỏe của mình hoàn toàn bình thường dù đã ở tuổi xế chiều. Các cô gái trẻ có khi còn phải thua tôi khoản đó. Tôi không hề dùng bất cứ thuốc nào nhưng sức khỏe vẫn đảm bảo. Tôi ăn uống khoa học, tập thể dục đều đặn, chịu khó uống mấy thứ nước mát mẻ, 1-2 tuần lại đi xông hơi thư giãn, thế nên nội tiết tố cân bằng, chị chia sẻ. Chị Thu Sao khẳng định, mình là người phụ nữ đầu tiên của chồng cho đến tận giờ. Hai người đã gắn kết đến mức khó có thể xa nhau. Xăm tên chồng lên ngực để chồng luôn trong tim mình. Ngay sau đám cưới đình đám thì cô dâu 62 tuổi lại gây bão mạng khi mà xăm tên chồng lên trên ngực của mình. Quyết định này nhận được khá nhiều ý kiến trái chiều, một số thì ngưỡng mộ tình yêu của họ, một số lại cho rằng chị thể hiện tình yêu quá lố. Chị Thu Sao cho hay, xăm tên chồng lên ngực hoàn toàn không phải là quyết định bồng bột hay là chiêu trò gây chú ý. Hôm đó tôi đi làm đẹp thì mấy em nhân viên nhìn thấy hình xăm chữ kiếp sầu trên ngực tôi. Cuộc đời tôi sầu mấy chục năm nay rồi, giờ có được hạnh phúc thì quả thực không muốn lưu lại chữ đó nữa. Mấy em nhân viên khuyên là tôi nên sửa hình xăm đó đi, rồi sẽ tài trợ để cho tôi xăm hình mới nếu như tôi thích. Tôi liền nghĩ ngay đến cái tên Triệu Hoa Cương và quyết định xăm, chị nói. Chị Thu Sao xăm một chiếc lông vũ đè lên tên chữ kiếp sầu để quên đi nỗi buồn trong quá khứ và xăm tên chồng lên trên ngực với ngụ ý chồng luôn ở trong tim mình. Dù người ta chửi tôi là già rồi còn mắt nết, nhưng tôi vẫn cảm thấy chuyện xăm hình chẳng có gì sai trái. Tôi làm thế là vì tình yêu chứ không phải vì đua đòi, chị Thu Sao chia sẻ. Cô dâu 62 tuổi cũng phủ nhận chuyện chồng tỏ ra không vui khi biết chuyện chị xăm hình. Ngược lại thì chồng chị còn rất xúc động khi thấy tên mình xuất hiện trên ngực vợ. Cô dâu 61 tuổi đã lên truyền hình và trở thành sao, tiệm spa sẽ ngùn ngụt khách ra vào. Cô dâu Thu Sao đã có những chia sẻ rất thẳng thắn về chuyện tình cảm và cuộc sống hôn nhân của mình với chú rể Hoa Cương 26 tuổi. Cặp đôi giàu rể gây xôn xao mạng xã hội là chị Lê Thị Thu Sao 61 tuổi trú ở Cao Bằng cùng với anh Triệu Hoa Cương 26 tuổi là chú rể làm lễ thành hôn tại Cao Bằng. Ngày vui của cả hai có sự chúc phúc của hai bên quan viên hai họ cũng như bạn bè xa gần, gây xôn xao mạng xã hội trong suốt một khoảng thời gian khá dài. Mới đây thì cô dâu Thu Sao cũng chia sẻ những hình ảnh cho biết đang ghi hình cho chương trình truyền hình Người Giấu Mặt của đài VTC, khiến dư luận không khỏi bất ngờ, cùng mong chờ sự xuất hiện của cô dâu 61 tuổi. Không có sự xuất hiện của chú rể Hoa Cương, cô dâu Thu Sao lặng lẽ một mình làm khách mời của chương trình Người Giấu Mặt. Sau đám cưới thì bên cạnh những lời chúc phúc cho cặp đôi là không ít những ý kiến trái chiều và những chỉ trích. Cô dâu Thu Sao khẳng định là mình không quan tâm đến những lời mắng chửi những ngày qua. Chị tin rằng tình cảm của mình, tình cảm của vợ chồng mình sẽ chứng minh được tình yêu đích thực.
Tình yêu phẳng lặng là tình yêu không đẹp. Tình yêu phẳng lặng dễ tàn vỡ lắm. Nhiều người nói chồng chị chỉ nhìn vào khối tài sản tuy nhỏ bé, nhưng ai cũng nói sai về chồng chị rồi. Chị nghĩ là người ta sinh ra và lớn lên ở khe núi 26 năm trời thì bản chất không thay đổi được. Chị đã lấy được chồng rồi, ai muốn nói gì thì chị cũng không chấp, bởi những người đó không thuộc cùng đẳng cấp với mình. Mình chấp người ta làm gì, việc mình làm, cơm mình thì mình ăn, nhà mình thì mình ở, không phải xin ai hay phá hoại hạnh phúc của ai. Ai đã từng yêu sẽ hiểu được tình yêu là như thế nào, cô dâu 61 chia sẻ. Chị Thu Sao thẳng thắn bày tỏ quan điểm về tình yêu đã vực dậy trong chị rất nhiều. Thà được ở bên nhau 5 năm, 10 năm mà vui vẻ hạnh phúc còn hơn ở bên nhau 60 năm mà le lói đau khổ cả đời. Chị cũng chia sẻ bản thân rất mãn nguyện. Dù sống 2-3 năm nữa, chị có đi trước một bước thì cũng chẳng sao. Chị mong cho chồng tìm được một người phụ nữ khác để chăm lo. Bất ngờ với gia thế của cô dâu gánh 129 cây vàng. Dân mạng vô cùng bất ngờ với những thông tin mới được tiết lộ trong đám cưới của cô dâu gánh 129 cây vàng ở Hậu Giang. Những ngày qua, đám cưới ở Hậu Giang làm mưa làm gió trên các diễn đàn mạng xã hội với hồi môn khủng mà cô dâu nhận được từ những người thân trong gia đình. Theo chia sẻ trong clip thì một người đàn ông lớn tuổi đã tuyên bố trao cho cô dâu trang sức về nhà chồng là 50 cây vàng 24K. Tiếp theo đó thì rất nhiều người khác cũng lần lượt lên trao của hồi môn với tổng số là 129 cây vàng. Trong những bức hình thì cô dâu miệng cười tươi như hoa, còn trên người thì đeo đầy đủ tất cả các loại trang sức như dây chuyền, lắc, nhẫn, cả ở hai tay và cả cổ, đã khiến cho dân cư mạng phải thốt lên những lời bình hài hước như là thương cô dâu quá, đeo nặng như thế chắc là mệt lắm đây. Chia sẻ trên báo Tri Thức Trực Tuyến thì chị Minh Hương là chị họ của cô dâu đã xác nhận chuyện cô dâu ở Kiên Giang được trao 129 cây vàng ròng trong đám cưới vào ngày 24 tháng 9 vừa qua đúng là có thật. Tên cô dâu là N. Linh, 18 tuổi, còn chú rể là một người Đài Loan, Trung Quốc. Linh là con út trong gia đình, vì thế khi lấy chồng được người ta cho nhiều vàng để sau này có vốn làm ăn. Những người trao của hồi môn là ông nội, mẹ, anh chị em, cô dì, chú bác, tổng cộng 129 cây, hơn 4,5 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ xác nhận trên VnExpress rằng gia đình cô dâu thuộc diện khá giả trong xã, có mẹ, chị đều lấy chồng Đài Loan. Sau đám cưới thì Linh sẽ cùng chồng ngoại đi đăng ký kết hôn và được ủy ban chấp nhận. Hiện tại thì Linh và chồng ngoại đang đi hưởng tuần trăng mật, sau đó thì cô sẽ đi học tiếng Đài Loan để sang nhà chồng làm dâu. Tân Hoa Hậu Việt Nam 2018, cái đẹp đến từ sự trong trẻo. Sau nhiều năm liền, cứ mỗi lần có một tân hoa hậu Việt Nam là mạng xã hội lại dậy sóng chê bai nhan sắc của hoa hậu. Hiếm có một hoa hậu nào nhận được nhiều sự ủng hộ từ công chúng như hoa hậu Việt Nam 18 tuổi vừa đăng quang, Trần Tiểu Vi. Bởi đơn giản là hoa hậu là phải đẹp. Bởi đơn giản công chúng ủng hộ cái đẹp, ủng hộ sự thanh xuân tươi tắn ở tân hoa hậu. Bởi đơn giản đã là hoa hậu thì phải đẹp. Vẻ đẹp của hoa hậu Trần Tiểu Vi càng được cộng đồng ủng hộ, bảo vệ hơn khi những hình ảnh đời thường của cô nữ sinh trước khi đăng quang cho thấy đó là một vẻ đẹp tự nhiên, chân thực, chứ không phải là một vẻ đẹp nhờ đắp son, đắp phấn, quần áo hàng hiệu đắt tiền. Hơn thế thì tân hoa hậu còn thể hiện một vẻ đẹp khỏe mạnh, tươi tắn, đầy đặn, tràn sức sống, đáng khuyến khích ở mọi thiếu nữ, chứ không phải là một vẻ đẹp mong manh, gầy yếu kiểu trong lòng kính hay là một vẻ đẹp trơ xương vì phải kiêng kem. Sau vẻ đẹp hình thể dung mạo thì tân hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vi còn để lại thiện cảm trong lòng giới truyền thông và công chúng bằng một tâm hồn, một tính cách trong trẻo chân thật. Những hình ảnh đời thường của hậu hồn nhiên đúng tuổi của mình, không nhuốm màu showbiz tô vẽ hào nhoáng trước khi đăng quang của cô, chỉ là một cô học sinh chưa từng tham gia thì nhan sắc bao giờ. Cách trả lời câu hỏi ứng xử của tân hoa hậu và trả lời phỏng vấn báo chí sau đăng quang, dẫu vẫn còn vụng về, ngô nghê, nhưng đó là sự vụng về và ngô nghê chân thực, cho người tiếp xúc một cảm giác trong lành. Còn gì trong lành hơn một cô hoa hậu chỉ muốn gặp lại mẹ ngay sau đăng quang, thấy mẹ là bật khóc, chỉ muốn trở lại cuộc sống đời thường và mong làm tốt trách nhiệm của mình. Bởi thế, dù hoa hậu có bị chia khả năng ứng xử không thông minh, sắc sảo, có bị tung bằng điểm trung bình ở trường thì công chúng vẫn cứ ủng hộ. Cô dâu 61 tuổi lội suối băng rừng hạnh phúc về nhà chồng trẻ.
Sau quãng đường dài 40 km, thêm 2 km đường rừng và nhiều con suối, cô dâu Tu Trao 61 tuổi và chú rể Hoa Cương 26 tuổi đã cập bến hạnh phúc, có mặt tại nhà chồng tại huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Chiều ngày 20 tháng 9 thì đám cưới của cô dâu Lê Thị Thu Sao sinh năm 1957 ở thành phố Cao Bằng và anh Triệu Hoa Cương sinh năm 1992, huyện Thạch Anh, tỉnh Cao Bằng, diễn ra dưới sự chứng kiến của họ hàng đôi bên. Sau khi đón dâu tại thành phố Cao Bằng thì cô dâu chú rể cùng với đoàn rước dâu đã phải vượt qua quãng đường 40 km. Sau đó thì cả đoàn phải đi bộ thêm 2 km đường rừng và trèo qua 3 con suối mới đến được nhà chàng trai. Đoàn đón dâu di chuyển trong thời tiết khá là nắng gắt và oi bức, tuy nhiên thì cô dâu chú rể vẫn luôn luôn rạng rỡ. Bắt đầu từ ngày hôm nay, vợ chồng tôi đã chính thức về chung một nhà, chúng tôi đã có thể nương tựa vào nhau mà sống, chú rể 26 tuổi hạnh phúc nói. Cô dâu Thu Trao cũng cho biết, tôi cảm thấy may mắn khi được làm dâu vào gia đình này, bố mẹ chồng và các em chồng rất chu đáo, thân thiện và quan tâm tôi thật sự rất là xúc động, cô dâu chia sẻ.